Dù mình là Sơn Đủ và thật sự mình đã quá mê cái series Người Que trên kênh YouTube Alan Baker này rồi. Mình không hiểu cái quái nào mà mấy tụi người que này chúng nó không mắt, không mũi, không mồm, không thể nào mà thể hiện cảm xúc một cách rõ ràng trên khuôn mặt được, mà nó lại cuốn đến như thế. Đến mức độ mà mới có mấy ngày kể từ cái tập gần đây nhất mình xem Người Que là mình đã phải xem tiếp tập tiếp theo rồi. Thì tập gần đây nhất mình xem đó chính là tập số 5, The Virus Animator vs Animation số 5. Thì ở tập này chúng ta đã được quay trở lại với con người que có tên gọi là The Second Coming, nhưng mà có vẻ như là từ bây giờ đã được đổi tên lại thành là con người que màu cam. Đó, thằng cam orange này nó đã chiến đấu với một con virus ở trong máy tính của anh chàng Alan Baker có tên gọi là virabot.ee. Trận chiến đã xảy ra vô cùng là căng thẳng, thậm chí cam còn phải đến để gặp những người bạn đội người que của mình, bao gồm là đỏ, xanh dương, xanh lá cây và vàng. Tuy nhiên, biệt đội 5 anh em siêu nhân người que này, cả anh Alan Baker cũng không thể chiến đấu lại được cái con virus quá mạnh này. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc khi mà cam đã bị dính cái tơ nhện, dính cứng chân vào, rồi những anh em người que khác thì bị dính ở trên tường. Thì một điều bất ngờ đã xảy ra, The Chosen One đã quay trở lại, nhân vật người que đầu tiên do anh Alan Baker đã sáng tạo ra. Và lần này không còn tên là The Chosen One nữa, mà được đổi tên lại thành là Gray, là màu xám rồi. Đó. Và trận chiến giữa The Chosen One và con Virabot sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ đến ngay bây giờ đây, ở tập 6, sự trở lại của người được chọn. Đó. Trông nhìn quả thumbnail này trông cũng gắt nhỉ, đúng không? Và chúng ta đến luôn với tập số 6 này thôi. Vâng, tập này cũng không có dài lắm đâu, chỉ có 4 phút thôi các bạn ạ. Phụ đề được làm bởi ẩn danh tiếng. Ok, bạn này bạn nào đây? Rồi, xem nhá. Wow, cục phụ đề hơi lạ nhá. Cục phụ đề vừa rồi hơi lạ đấy. Rồi, cái này là chúng ta đoạn cuối. Vitamin. Ủa, từ bao giờ thằng này tên là, con này tên là Vitamin vậy? Boom. Phụ đề cả hiệu âm thanh luôn. Rồi. Cánh cổng thì chuyển với sao chính tả nhá. Nào, The Chosen One trở lại. Người được chọn, let's go. Cậu là anh em sinh đôi của tôi à? À, ok rồi, chiến thôi. Bàn tay lửa. Oh, oh, let's go. Yeah. Ôi. Ây, cái dịch này hơi khó chịu ta. Từ. Mình biết là các bạn có thể thích đọc tiếng Việt hơn, nhưng mà mình thì không nha. Mình cảm giác là cái dịch tiếng Việt này nó cứ bị sai sai á. Mình chuyển qua tiếng Anh đi, về lại tiếng Anh nào. Đây. À, Alan, bạn cũ của ta sau bấy nhiêu năm nay đấy. Nếu mà để tiếng Anh như này, chúng ta có thấy được cái sắc thái hơn đúng không? Friend được cho vào trong ngoặc kép đấy, thể hiện sự mỉa mai của The Chosen One với anh chàng Alan Baker đó. Về tiếng Anh nhá, trông quen nghe thử đấy. Virabot. Rồi, thời gian mày ở đây là hết rồi. Nào vào đây, con bọ láo toét. Yeah. Rồi, đi gì? Yeah. Liên tục những cái ném nhiều phi tiêu đến từ Virabot. Yeah. Ủa. Oh, The Chosen One có thể kháng lại được cái chiêu thức bay màu của con Virabot. À, đã bắt được mày rồi. Ui, mày xong đời rồi. Xong đời á? Hay là mới chỉ bắt đầu thôi? Ok, con Virabot đi đâu rồi? Mày ra đây đi. Kìa. Ê à. Trời ơi, con Virabot nó nhập vào hệ thống Windows tấn công Chosen One bằng những cái icon, bằng những cái phần mềm ở trong máy. Ui, mày không thể đánh bại tao được đâu. Ui. Wow, tao ui, con Virabot như kiểu biến thành robot khổng lồ vậy.
Bây giờ chết đi. Ui ui anh ạ, anh ạ. Giờ second coming. Từ. Tất cả những gì mà thằng The Second Coming này bằng đời người que đời thứ hai làm được chỉ là cào cào nhẹ nhẹ vào cái chân của cái con Fire Robot. Này sao mà gánh được. Ui sao đây. Nào hồi tưởng sức mạnh thành bạn. Quá sự gây ra cút đi. Ui mày làm gì vậy. Ui ai bá đạo vãi, chúng nó mạnh vậy. Đẩy được con Firebolt ra và một đạp Wombo combo. Á trời ơi, ninja này có cả chakra của hệ phong, hệ lôi và cả hệ hỏa nữa. Ui ôi quá đỉnh vậy. Nát như tương luôn. Rồi xong. Tan biến. Rồi. Nhưng mà tiếp theo như thế nào đây? Bro. Đó. Thật sự quá Vipro. Chúng tôi không xứng đáng với ngài. Ngài. Không bao giờ thấy một người que nào mạnh như vậy. Rồi. Từ hay làm gì đây? Silent Respect. Wow. Hai bên thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. YOLO. Ấy, tụi bay. Rồi xong. Sao tụi bay vào hết trong cái cổng di chuyển rồi? Và đó là kết thúc. Ê, từ nha. Khá là bất ngờ khi mà The Chosen One quay lại và không có phá hoại cái hệ thống máy móc của anh chàng Alan Baker. Mà bây giờ hai người này lại thể hiện sự tôn trọng với nhau. Rồi năm thằng người que này chúng nó chui vào trong này đi cùng với cả The Chosen One rồi. Bốn cái thằng người que đần độn đầu đặc này á thì có thể là đi được. Nhưng mà bây giờ cái thằng Cam The Second Coming này nó cũng đi theo nốt. Lấy ai ra mà chỉnh sửa những cái bản vẽ cho anh Alan Baker đây? Chờ, đúng không? Em tụi này không có trách nhiệm công việc cái gì hết cả. Đi chơi là đi chơi à? YOLO không? Trời ơi, tập này nó quá ngắn. Nhưng mà đúng là phải tách ra, bởi vì là tập này là hoàn toàn là chúng ta gọi là highlight sự trở lại và sức mạnh vô cùng bá đạo của thằng Gray màu xám, hay còn tên là The Chosen One, người được chọn. Thì đúng là phải có một tập riêng để cho thanh niên này trở lại và lợi hại gấp đôi. Nó trông như thế nào thì ở tập sau, tập số 7 sẽ là một tập dài hơn, gần gấp đôi, với độ dài là 7 phút, với tên gọi là The Flashback, hồi tưởng à. Và đúng vậy, cái nhìn cái hình thumbnail này thôi là có vẻ chúng ta sẽ được đưa về quá khứ này. Vì đây là cái giao diện của Windows XP. Thì cái giao diện ở trong tập 6 này đang là giao diện của phiên bản là Windows 10, nếu mà mình không nhầm. Đó. Mà lại sang tới tập 7 mà lại hồi tưởng về cái thời Windows XP là cũng phải trải qua khá là lâu đấy. Có khi là về lại với cái thời tập 1 luôn, là phải tầm 15 năm trước. Thế thì cũng đáng để chờ đợi đấy. Rồi, vậy thì hẹn các bạn ở tập sau, chúng ta sẽ cùng xem tiếp tập số 7 nha. Khi nào có tập 7, mình sẽ để lên đây luôn để các bạn bấm vào xem cho nó dễ nha. Trong vài ngày chờ đợi á thì đây sẽ là một video khác trên kênh Sơn Đủ mà YouTube biết rằng các bạn chắc chắn sẽ rất là thích xem. Vậy nên là mình hẹn gặp các bạn ở bên video này chứ còn gì nữa.